Anh đang tự giễu bản thân mình, lại châm chọc chính mình. Giọng nói hơi sầu khổ. Tôi hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, anh có quyền biết được tất cả, mà tôi phải có trách nhiệm nói rõ chân tướng của sự thật cho anh biết. Còn chuyện tin hay không, tôi không cần xen vào. Tôi bắt đầu kể lại vụ tai nạn xảy ra hôm tiếp Thành Minh. Đêm hôm đó, cô gái ấy bỗng sốt cao. Hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện thì đã nhìn thấy linh hồn của người con trai đã chết trong vụ tai nạn xe cộ kia. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ phản ứng nào của anh. Tôi lại nói tiếp. Người con trai đó nói còn có một nguyện vọng vẫn chưa hoàn thành, nên nhờ cô ấy giúp đỡ. Thế nhưng cô gái đã từ chối, bởi vì cô ấy sợ, bởi vì cô ấy còn quá nhiều chuyện đang trói buộc và cố kỵ. Sau đó bà của cô gái qua đời. Bà ấy cũng chính là người thân duy nhất trên cõi đời này của cô gái. Linh hồn người con trai ấy đã giúp cô vượt qua những tháng ngày u tối nhất. Chỉ có linh hồn ấy mới có thể hiểu được rõ bản chất phía sau vỏ bọc kiên cường của cô gái. Thế nhưng linh hồn ấy không nói gì cả, chỉ ngày ngày ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Cô không muốn thấy linh hồn của người con trai đó, thế là linh hồn ấy liền núp trong bóng tối, chứ không rời xa. Về sau cô gái phát hiện ra rằng mình càng ngày càng dựa dẫm vào linh hồn chàng trai đó. Từ đó cô có những đấu tranh tư tưởng trong lòng. Cô cho rằng chỉ cần linh hồn chàng trai đó đừng xuất hiện trước mặt cô, thì cô sẽ xem tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên mà linh hồn ấy nổi giận với cô gái. Mấy ngày sau đó, linh hồn người con trai không hề xuất hiện. Cô gái ấy cũng xem như chưa có chuyện xảy ra. Nhưng mỗi ngày cô đều đi dò hỏi chuyện về chàng trai gặp tai nạn đó. Thực ra cô ấy rất luyến tiếc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trương Trạch đang ngồi bên cạnh. Linh hồn ấy tên là Trần Thần. Tôi thấy mặt của Trương Trạch bỗng nhiên nhăn lại, tái mét. Anh vô thức lẩm bẩm cái tên Trần Thần. Sau đó giống như bị một cái gì đó kích thích, anh đưa tay ôm chặt đầu mình. Tôi tiếp tục nói. Linh hồn ấy rất thích cái tên đó. Khi đó tôi chỉ có mỗi mình anh, và anh ấy cũng chỉ có mỗi mình tôi. Đối với tôi, anh ấy chính là Trần Thần. Nhưng mà bây giờ Trần Thần đã mất rồi, và tôi cũng đã vứt bỏ anh ấy, cho nên anh đã biến thành một con người khác, không còn nhận ra tôi. Đừng nói nữa. Cho nên Trương Trạch, anh không biết tôi, nhưng mà linh hồn của anh vẫn còn nhớ rõ tôi. Anh không biết tôi thích ăn gì, nhưng mà linh hồn anh lại biết. Những gì anh không muốn biết thì linh hồn anh lại biết rất rõ, bởi vì hai người là một. Đừng nói nữa, tôi không có tin đâu. Trương Trạch kích động, ngẩng đầu lên đẩy tôi ra, sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài. Tôi đứng lên đi theo anh, thầm giễu cợt bản thân. Trần Thần, em không hối hận vì đã gặp được anh. Bước chân của Trương Trạch chợt dừng lại, tôi cũng không bước lên. Lúc này đây tôi cảm giác quá mệt mỏi. Mệt mỏi nhất từ trước đến nay, vì vậy tôi buông xuôi. Thế nhưng em mệt mỏi quá rồi, em không muốn phải chờ đợi nữa, cũng không muốn tự lừa dối chính bản thân mình. Anh bảo em hãy chờ anh, nhưng bây giờ anh đã không tìm được đường về, mà em lại quá mệt mỏi. Thật ra đến tận lúc này, em vẫn mong chờ, chỉ là em không ngờ rằng anh lại cự tuyệt lời nói của em. Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng em cũng được giải thoát. Hy vọng sau này anh không có hối hận với quyết định hôm nay của mình. Cũng hy vọng em không phải hối hận. Tôi nói xong một lúc lâu, thế nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại. Tôi cố gắng gượng cười, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Bởi vì sợ gặp lại anh, bởi vì sợ mình sẽ hối hận, nên tôi lựa chọn trốn tránh. Tôi rời đi, không nói cho ai biết rằng mình sẽ đi đâu. Khi xe lăn bánh, tôi nhắn cho Trương Trạch một tin. Trần Thần, tạm biệt anh. Sau đó tôi khóa máy. Lần ly biệt này kéo dài 2 năm. Tôi từ bỏ ước mơ đại học, từ bỏ tất cả, từ bỏ 2 năm trời trôi qua. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi có sự nghiệp riêng của mình, có rất nhiều bạn bè, và còn có một người anh trai hết mực yêu thương. Nhờ có người đó mà tính cách của tôi hướng ngoại hơn trước, không còn co ro trong vỏ ốc ngụy trang của chính mình, mà biết bộc lộ niềm vui từ nội tâm. Tôi biết anh ấy thích tôi, thế nhưng tôi không thể ép mình thích anh ấy.
Cho nên anh ấy đã trở thành người anh trai của tôi. Khi ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của một người thân. Mà điều quan trọng nhất chính là anh ấy tên là Trần Thần. Tôi nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến lúc đầu tôi đồng ý chấp nhận thân thiết với anh. Ở bên cạnh anh, tôi không cố kỵ điều gì. Tôi có thể khóc, có thể nũng nịu, cũng có thể tùy ý bộc lộ tính cách của mình. Ở cạnh anh, dường như tôi không phải che giấu bất cứ điều gì, mà anh cũng là người duy nhất biết chuyện của Trần Thần. Tôi nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ thực sự quên đi chàng trai tên là Trương Trạch để thích anh ấy. Bởi vì cả đời này tôi sẽ không thể tìm được một người nào yêu thương tôi như vậy. Có lẽ những việc tôi vẫn phải đối mặt. Sau này có một lần tôi đi gặp một đối tác trong công ty, mà trùng hợp người tôi cần gặp lại là cha ruột của tôi. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng xui xao bản hợp đồng này lại được giao cho tôi phụ trách. Tôi không muốn nhắc lại mối quan hệ trước kia với bất cứ một ai, cho nên đành phải giả bộ nhưng mình bị mất trí nhớ, không còn nhớ ai hết. Kế hoạch hợp tác đã đàm luận xong, nhưng hôm sau tôi luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tan ca, tôi đến nhà Trần Thần, nói cho anh ta biết cảm giác bất an này. Anh cho rằng tôi đã lo lắng quá nhiều, chỉ cần giả bộ như không biết là được. Tôi nghe anh, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngày thứ năm, Trần Thần đón tôi về nhà anh. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, thứ bảy và chủ nhật sẽ đến nhà anh ăn cơm. Nhà anh không có chị em gái, cho nên ba mẹ của anh nhận tôi là con gái nuôi. Họ chăm sóc cho tôi cũng chẳng khác nào con gái ruột. Vừa hay cho tôi cũng họ Trần, cho nên mọi người trong công ty đều tưởng rằng tôi và anh ấy là anh em ruột. Tôi càng cảm thấy mình thực sự may mắn. Trần Thần nắm tay của tôi bước ra khỏi công ty. Vừa ra, tôi chợt cảm thấy có người đang đi tới. Trong thoáng chốc ấy, tôi có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nắm chặt tay Trần Thần. Dường như Trần Thần cũng cảm nhận được nỗi hoang mang của tôi, nên thấp giọng nói nhỏ bên tai: nếu mà không muốn thì cứ làm như không quen. Tôi nhìn anh, sau đó nhếch miệng cười. Tôi cảm giác rằng Trương Trạch đang bước tới. Trần đứng khựng lại. Hai chúng tôi như vậy lướt qua người của anh, mà tôi không liếc nhìn anh dù chỉ là một cái. Trần Duyệt. Tôi sững bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh. Anh đang gọi tôi sao? Trương Trạch chậm rãi bước lại gần chúng tôi. Mỗi bước chân nặng như nghìn cân. Anh đi rất chậm. Tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên, rồi nghi hoặc khó hiểu nhìn anh. Anh dừng lại trước mặt tôi. Trần Duyệt, anh rất là hối hận. Nói thật, khi nghe anh nói câu này, đầu óc của tôi thoáng rối bời. Trong mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn quên mất phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác hỏi một câu: anh nói gì? Lúc này tôi mới cảm nhận được Trần Thần đứng bên cạnh, đang lên lên kéo áo, âm thầm nhắc nhở tôi. Tôi giật mình định thần lại, vẻ mặt khôi phục lại bình thường. Tuy rằng tôi không biết vì sao anh biết tên tôi, thế nhưng tôi không quen anh, cũng không hiểu anh nói như vậy là có ý gì. Xin hỏi anh còn việc gì nữa không? Nếu không thì chúng tôi phải về rồi. Đi về? Anh sửng sốt. Em và anh ta? Tôi khép cười gật đầu với anh. Đúng vậy, quên giới thiệu với anh, đây là bạn trai của tôi. Anh ấy tên là Trần Thần. Tôi kéo tay Trần Thần, chỉ ra trước mặt của anh. Không ngờ bỗng nhiên anh ta như phát điên, gạt tay chúng tôi ra, sau đó chỉ vào Trần Thần, mắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Trần Thần? Sao anh ta lại có thể là Trần Thần? Em nhận nhầm người rồi. Anh mới đúng, anh mới là Trần Thần. Anh đã nhớ ra rồi, anh mới là Trần Thần, anh ta không phải. Tôi ngây người đứng chết tại chỗ, nhìn anh ta không chớp mắt. Anh ta vừa nói gì? Anh đã nhớ lại. Không chờ tôi kịp phản ứng gì, Trần Thần chợt đẩy Trương Trạch một cái, sau đó tức giận quát: anh bị điên hay sao? Mà cú đẩy này làm cho Trương Trạch lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Tôi đưa tay đỡ anh ta theo bản năng, nhưng Trần Thần lại dùng ánh mắt ngăn tôi lại. Tôi hơi do dự. Tôi nhớ tới chuyện trước kia anh luôn cho tôi hy vọng, rồi lại để tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi liền quyết định buông tay ra, nhìn thoáng qua Trương Trạch, rồi đưa tay nắm lấy tay Trần Thần. Trần Thần, chúng ta đi thôi. Trần Duyên.
Nghe thấy tiếng anh gọi phía sau, tôi nắm chặt tay của Trần Thần, không quay đầu lại. Sau đó mặc kệ cho Trần Thần, dắt tay tôi đi về nhà anh. Mà tôi ngẩn ngơ chẳng khác nào như cái xác không hồn. Đến tận tối, tôi nằm ngẩn ngơ trên giường không sao ngủ được. Đầu óc luôn nghĩ đến Trương Trạch. Tôi không biết có phải mình đang hối hận hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi rất nhớ anh. Tôi lại mơ thấy anh. Trong giấc mơ anh rất bình thường. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy tay anh đang cầm một quyển nhật ký dày cộm. Tôi nhớ lại rằng đó là cuốn nhật ký anh đòi tôi mua cho anh trước khi anh sống lại. Lúc đó, lúc nào anh cũng lén lút giấu nó thật kỹ không cho tôi đọc. Tôi nhìn anh lặng lặng lật một trang rồi lại một trang. Khi lật đến trang cuối cùng thì ngón tay của anh run rẩy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang khóc. Xung quanh anh dường như cũng ngập tràn nỗi bi thương vô hình. Tôi nhìn anh, lúc đầu anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng sau đó biến thành khóc nức nở và nghẹn ngào đau đớn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, khó nói thành lời. Tôi không biết phải làm sao để có thể an ủi, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn. Lúc tỉnh dậy thấy mình cũng đang khóc. Tôi ngồi yên trên giường thật lâu, trong bóng thấy anh bất lực và tuyệt vọng. Tôi không biết mình muốn phải làm gì. Rõ ràng trong lòng còn nhớ anh ra giết, nhưng lại do sự không muốn gặp. Có lẽ tôi sợ nhìn thấy anh. Tôi cứ ngơ ngác bất an như vậy suốt 2 ngày cuối tuần. Sang tuần mới, khi công ty bắt tay vào làm việc, thì phòng bảo vệ phía dưới gọi điện thoại lên nói có người gửi đồ cho tôi. Tôi nhớ rất rõ rằng mình không mua đồ online, cớ sao lại có người gửi đồ đến. Dù vậy tôi cũng không để ý lắm, cầm gói đồ đi lên lầu. Khi tôi mở gói đồ ra, nhìn thấy quyển sổ nhật ký cũ, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó. Tôi chợt nhớ đến giấc mộng kia, ngón tay tôi run rẩy lật trang đầu tiên. Trên đó chỉ có dòng ngắn ngủi vài dòng: nếu đây chính là cuộc sống của tôi chấp nhận. Chắc em cũng không biết, tôi thấy mình may mắn biết bao, tự hào cỡ nào. Chỉ là nếu như tôi còn sống thì tốt biết bao. Tôi biết mình nên biết đủ. Rõ ràng chỉ có 4 dòng chữ ngắn ngủi, nhưng tôi lại đọc thật lâu, tim tôi lại rất đau đớn. Tôi tiếp tục lật trang khác. Từ trang thứ 2, những dòng chữ chẳng chịt ghi lại những tháng ngày của tôi và Trương Trạch. Mỗi một tờ được lật giống như tôi đang xem lại những câu chuyện xưa cũ liên quan đến mình. Khi lật đến trang cuối cùng, tôi mới phát hiện ra chẳng biết nước mắt của tôi rơi từ khi nào đã làm ướt trên trang giấy. Tôi không còn tâm trạng nào làm việc nữa, bèn xin chủ quản cho nghỉ việc, cầm quyển sổ kia đón xe trở về căn hộ của mình. Tôi vùi đầu trong chăn khóc thật lâu, sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều. Mở điện thoại lên thì một loạt các tin nhắn đổ về, 3 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ. Các cuộc gọi và tin nhắn đều của Trần Thần, chỉ có một tin của người lạ. Tôi mở ra đọc, trong đó chỉ có một câu: số 302, tòa nhà số 12, khu 1 Tiểu Liên Thiên Hồng, không gặp không về. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu. Thời gian tin nhắn gửi đến là 9 giờ sáng. Không biết vì sao bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến Trương Trạch. Không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì. Tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường, vừa túi sách chạy xuống lầu, sau đó đón taxi đi thẳng đến tiệm khu Thiên Hồng. Suốt đường đi đều thầm khấn vái cho Trương Trạch đừng xảy ra chuyện gì. Khi xe dừng lại trước tiệm khu Thiên Hồng, tôi móc đại một tờ tiền trong túi, cũng không nhìn xem là mệnh giá bao nhiêu, đưa cho tài xế rồi đẩy cửa lao ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng gọi lớn của tài xế vọng lên phía sau, thế nhưng tôi không bận tâm, cứ chạy thẳng về phía trước. Thậm chí tôi quên đi thang máy mà leo bộ lên tới lầu 3. Khi tới cửa sổ nhà số 302 thì thở hồng hộc vì mệt. Tôi giã rời đưa tay ấn chuông cửa. Một hồi lâu sau vẫn không có người ra mở. Tôi lo lắng bất an, ấn liên tiếp mấy cái nữa cũng không thấy ai ra mở cửa. Lúc này cửa bên cạnh mở ra, một người ước chừng hơn 30 tuổi ló đầu ra nhìn. Thấy tôi đứng đó thì tò mò hỏi một câu: cô đến tìm người nhà đó có phải không? Hình như là trưa nay có người bị tai nạn. Tôi ở trong nhà nghe thấy có tiếng cãi vã, cãi nhau dữ lắm. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, kèm theo tiếng mắng chửi. Một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến dưới lầu. Tôi không nghe nổi nữa, ngay cả câu cảm ơn tôi cũng không kịp nói, liền vội vã chạy xuống lầu. Thời khắc này tôi lo lắng vội vã như muốn khóc. Thế nhưng khi chạy xuống dưới lầu
thì tôi phát hiện ra mình hoàn toàn không biết họ đi đến bệnh viện nào. Tôi lo đến rơi nước mắt. Chợt nhớ trong điện thoại di động vẫn còn tin nhắn của anh, vội lấy ra tìm số. Chỉ trong chốc lát, điện thoại có người nghe. Một giọng nữ vang lên hỏi tôi là ai. Tôi ngẩn người, chẳng nhẽ đây không phải là số của Trương Trạch. Người bên kia ngập ngừng hỏi tiếp. Cô có phải Trần Duyệt không? Dạ phải. Sau đó tôi nghe tiếng một người phụ nữ khóc vang lên ở đầu dây bên kia. Con bé này sao lại nhẫn tâm như vậy? Con có biết rằng 2 năm vừa qua thằng Trương Trạch nó tìm con khắp nơi để muốn phát điên rồi không? Sao con có thể bỏ nó đi mà không nói một tiếng nào như vậy con? Dì là mẹ của Trương Trạch. Trương Trạch đâu? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy sao rồi thưa bác? Lúc này tôi chỉ quan tâm một chuyện đó mà thôi. Một khắc không thấy anh ấy, nỗi lo trong lòng của tôi thêm nặng trĩu. Tôi thấy mẹ Trương Trạch vừa khóc vừa nói. Thằng Trạch vừa bị ba nó đập chai bia vào đầu, ngất xỉu, đầu nó chảy rất nhiều máu và hiện đang cấp cứu trong bệnh viện nhân dân thành phố. Tôi vội vàng cúp điện thoại, không dừng lại một khắc, tôi vội bắt chiếc taxi đến bệnh viện. Xuống xe, tôi liền chạy thẳng vào bệnh viện, hỏi thăm nhân viên quản lý phòng bệnh của Trương Trạch, sau đó chạy một mạch đến đó. Đi tới cửa phòng, thấy mẹ Trương Trạch đang ngồi ngoài cửa, tôi liền chạy tới hỏi bà. Gì, Trương Trạch anh ấy làm sao rồi? Mẹ Trương Trạch nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nước mắt lại rơi. Tôi ngơ ngác cho rằng Trương Trạch đã xảy ra chuyện, vội vã đi vòng qua bà, đẩy cửa phòng bệnh ra. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Trương Trạch, đầu quấn đầy băng gạc trắng, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, đang lâm vào tình trạng hôn mê. Nước mắt tôi chảy xuống, im lặng khóc. Mẹ Trương Trạch đi vào, sau đó đóng cửa lại. Tôi tới bên giường Trương Trạch, nắm lấy tay của anh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Sao lại ra nông nỗi này? Phía sau chuyển đến giọng nói của mẹ Trương Trạch. Thằng Trạch đã kể chuyện 2 đứa cho dì nghe rồi. Nếu sớm biết như vậy thì năm đó dì đã giữ con lại. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn dì. Dì đã biết hết rồi sao? Nhưng mà lúc đó ngay cả Trương Trạch cũng không tin vào lời nói của tôi. Vậy thì dì tin chuyện đó sao? Năm đó khi mà dì nghe điện thoại xong quay lại phòng bệnh thì con đã đi rồi. Dì hỏi thằng Trạch là sao không giữ con lại thì bảo rằng 2 đứa không quen biết nhau. Lúc đó dì lấy làm lạ, rõ ràng con nói rằng 2 đứa là bạn học. Sau khi con đi, thằng Trạch cứ như người mất hồn. Dì với ba nó lo lắng không biết có phải vụ tai nạn đã để lại di chứng gì không. Sau đó nó nói với dì luôn nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Nó nói rằng trong giấc mơ có một người rất quan trọng với cuộc đời của nó. Thế nhưng nó lại không nhớ được người đó là ai. Nó nói chắc chắn rằng nó đã quên mất đi một chuyện gì đó rất quan trọng. Thế nhưng ký ức từ lúc sinh ra đến giờ, nó đều nhớ rõ một một. Nó không thể tìm ra nguyên nhân. Ngày nào nó cũng giam mình trong những suy nghĩ, ủ rũ đến phát điên. Vốn dĩ nó có một cô bạn gái. Nếu như nó không đột ngột gặp nạn, thì có lẽ rằng 2 đứa đã đính hôn. Nhưng mà sau khi bị tai nạn, thì cô gái kia cũng chỉ đến thăm nó 2 lần rồi không đến nữa. Chắc còn nghĩ lúc đó nó quên mất nên mới bỏ đi. Kỳ thực thì lúc thằng Trạch tỉnh lại có hỏi chuyện của Ninh Ninh, thế nhưng từ lúc con đi thì nó không còn nhắc đến con bé kia nữa. Về sau Ninh Ninh tới tìm nó dứt khoát nói rằng chia tay. Ngày nào cũng giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng. Nó nói rất đau, rất sợ. Về sau nó gặp được một cô gái. Nó nói rằng cô gái đó đã đem đến cho nó một cảm giác rất quen thuộc. Nó nói rằng chắc chắn đã gặp được cô ấy ở đâu rồi. Thế nhưng cô gái kia lại nói rằng chưa từng gặp nó. Vì thế mà nó đã đi theo cô bé ấy đến thành phố cô bé sống. Nhưng dần dần nó lại cảm thấy có thể đó chỉ là những di chứng sau vụ tai nạn. Bởi vì cô gái kia ngoại trừ tướng mạo khiến cho nó cảm thấy quen thuộc ra thì mọi thứ đều rất sai lạ. Nó buông tay. Sau đó nó gặp được con và đúng cái hôm cuối cùng ấy. Sau khi nó quay về, nó đã nói với dì rằng nó gặp được 2 người giống nhau như song sinh. Nó nói chắc lúc trước nó đã nhận nhầm người. Nó khóc với dì rằng nó đã thấy cô gái trong giấc mơ ấy. Thế nhưng cô gái lại bỏ đi mất. Còn không biết lúc đó nó điên cuồng đến mức độ nào đâu. Dì và ba đã đều rất lo lắng, sợ nó cứ tiếp tục như vậy sẽ trở nên điên dại. Lần cuối cùng khi nó đi ra ngoài về là 1 tuần trước. Hôm đó nó tự giam mình trong phòng cả ngày, cũng không đi ra. Dì mang cơm vào cho nó,
nó cũng không ăn, cứ giam mình trong phòng. Sau đó ba nó tức quá liền phá cửa xông vào. Chỉ thấy nó cuộn mình trong chăn khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn luôn rất nghe lời. Thế nhưng lần đó, dù gì và ba nó có khuyên can thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không chịu nghe. Nó không nghe một lời nào, cũng không chịu ăn cơm. Vì sao cũng lôi được nó ra khỏi chăn, nhưng nó chỉ ngồi im trên giường và không nói gì cả. Trần Duyên, con có thể cảm nhận được tâm trạng của người làm cha mẹ như chúng ta lúc ấy không? Chúng tôi chỉ có một mình Trương Trạch. Nếu mà nó xảy ra chuyện gì một lần nữa thì chúng ta còn sống để làm gì? Sau đó dì bị bệnh phải nằm viện. Lúc đó nó mới nói thật với dì. Nó kể lại câu chuyện của nó với con cho dì nghe. Nói cuộc sống giữa con và nó khi nó còn là một linh hồn. Còn nói nó không nhớ rõ con, nhưng mà linh hồn của nó vẫn nhớ rất kỹ. Lúc đó dì đã không tin. Nó nói rằng nó cũng không tin. Nó lang thang ở ngoài suốt ngày. Ngày hôm sau nó nhận được tin nhắn của con, nói rằng tạm biệt nó. Nó nói rằng nó đã nhớ lại cô gái trong giấc mộng kia đã từng với nó như thế. Nó chạy đến nhà của con thì con đã đi mất rồi. Nó giống như người nổi điên, đập cửa đùng đùng. Sau đó nó đi vào nhà, tìm được một quyển sổ nhật ký trong phòng ba của con. Đó chính là quyển nhật ký do chính tay nó viết. Thế nhưng nó tìm khắp nơi cũng không tìm thấy con đâu. Lúc đó con đã tuyệt tình bỏ đi, không để lại bất cứ một manh mối nào. Nó nói ngày đó, trước khi nó đi, con đã nói với nó rằng sau này sẽ không hối hận, rằng con đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Khi bạn nói đến đây thì tôi đã khóc không thành tiếng. Tôi không biết rằng khi tôi rời đi thì anh đã nhớ ra tất cả. Chả trách hôm ấy khi chúng tôi gặp lại nhau thì câu đầu tiên anh nói rằng anh rất hối hận. Chẳng trách mà khi gặp lại anh thì thấy anh cởi đi rất nhiều. 2 năm qua chắc anh đã sống rất cực khổ. 2 năm qua anh ấy có sống tốt không? 2 năm qua anh ấy có ổn không bác? Không ổn. Bỗng nhiên tay tôi bị ai đó nắm lấy. Tôi sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy Trương Trạch đã tỉnh tới lúc nào. Trương Trạch, em độc ác lắm, anh sống không tốt một chút nào cả. Giọng nói của anh đầy uất ức và oán giận. Nhìn anh như vậy, tôi lại giật mình như vừa trông thấy được anh của ngày hôm kia. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nên phải nói cái gì. Trước đây tôi đã đối xử tốt với em như vậy, mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, bưng trà xót nước cho em. Em xuống giường tôi liền lấy dép cho em. Em rửa mặt tôi liền đưa khăn mặt cho em. Em đánh răng tôi cũng lấy kem đánh răng cho em. Chỉ còn thiếu là không mặc quần áo cho em thôi. Lúc sống tôi chưa từng làm chuyện đó, nhưng khi đó đều làm cho em. Em chờ tôi một chút cũng không được sao? Ngày đó tôi chỉ nhất thời không nhận được câu chuyện em kể. Thế mà em đã đoạn tuyệt với tôi. Em có biết rằng 2 năm vừa qua tôi đã chịu đựng như thế nào không? Bao nhiêu lần tôi suýt không kiên trì nổi. Bao nhiêu lần tôi suýt phát điên. Ba mẹ tôi bị tôi làm cho tức giận đến mức không biết phải vào viện bao nhiêu lần. Em có biết không? Mỗi chữ của anh nói lên đều như lên án tôi. Tôi im lặng nhìn anh, không biết phải nói gì. Anh nắm chặt tay tôi hơn nữa. Tôi thấy hơi đau muốn rút tay lại theo phản xạ. Tôi cắn chặt môi dưới nhìn anh. Em xin lỗi. Anh nghe tôi nói xin lỗi thì bỗng nổi nóng, ngồi bật dậy trên giường bệnh nhìn tôi chằm chằm. Tại sao phải nói ra cái lời này? Tôi không muốn nghe thấy câu này. Lúc này điện thoại của tôi chợt vang lên. Tôi nhìn anh cười khó xử, sau đó nhận được điện thoại. Alo, Trần Thành. Tôi vừa nói được 2 chữ Trần Thành thì điện thoại bỗng bị ai đó cướp đi. Tôi nhìn xuống, Trương Trạch đang ngồi trên giường mà thấy đau đầu. Anh đã cúp điện thoại của tôi, hai mắt đỏ ngầu chừng nhìn tôi. Hắn đã không phải là Trần Thành. Không phải hắn, chính là anh đây. Không phải. Anh lớn tiếng thét với tôi. Tôi biết anh rất để ý đến sự tồn tại của Trần Thành, nhưng người ta tên thật là Trần Thành, tại sao anh không chịu bình tĩnh một chút? Trương Trạch, anh có thể bình tĩnh một chút được không? Em không muốn tranh cãi với anh. Em bảo tôi phải bình tĩnh. Em đã bị tên giả mạo kết đoạt đi rồi, tôi còn bình tĩnh được thế nào nữa? Tôi cảm thấy bây giờ Trương Trạch như sắp nổ tung. Tôi nghĩ bây giờ con nói gì đi chẳng nữa thì anh cũng không chịu chấp nhận. Tôi xoay người nhìn mẹ Trương Trạch đang nhíu mày khó xử nói. Dì,
Cháu phải đi có việc trước, buổi tối cháu sẽ trở lại để chăm sóc anh ấy. Không đợi mẹ anh trả lời, Trương Trạch liền nhào tới ôm lấy tôi, không chịu buông ra. Em đừng đi gặp hắn có được không? Tôi phản em, đừng. Trần Duyên, coi như cháu thương xót tội nghiệp nó cũng được. Cháu đừng đi có được không? Dì, cháu phải đi. Cháu phải trở về nói với gia đình một câu. Nếu không bọn họ sẽ lo lắng cho cháu. Sau đó, tôi đưa tay dùng sức gạt mạnh tay của Trương Trạch ra. Xoay người bước đến cửa phòng rồi đi sang ngoài. Tiếp đó, để nghe thấy Trương Trạch ở phía sau, cuống cuồng gọi tôi quay lại. Hình như anh đang ngã xuống. Tôi chợt dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn, thì quả nhiên anh đã bị ngã trước cửa phòng bệnh. Mẹ anh đang khóc lóc đỡ anh dậy. Tôi vội vàng quay người, lại nghe thấy tiếng của anh khàn giọng cầu xin mẹ mình. Mẹ, mẹ hãy giúp con gọi cô ấy trở lại. Con xin mẹ, cô ấy đi rồi sẽ không trở lại đâu. Mẹ giúp con gọi cô ấy, con không muốn cô ấy đi tìm người kia. Tôi mơ hồ nghe thấy phía sau có hai cô y tá đi tới, vừa đi vừa nói thầm. Người này làm sao vậy? Chẳng ra dáng đàn ông con trai gì cả. Quá mất mặt, nghe nói là con trai thị trưởng gì đó. Không biết tại sao, tôi bỗng xoay người lại, nhìn hai cô y tá đó. Tôi rất không thích người khác nói xấu Trương Trạch. Hai cô y tá tỏ ra lúng túng khi thấy tôi nhìn, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh dậy, bực mình trách. Bị người ta nói như vậy, sao anh không có phản bác? Uổng cho anh là con trai thị trường, ngay cả mấy cô y tá cũng xì xầm chữ trên đầu trên cổ của anh. Trương Trạch không nói câu nào, vô tình bất an ôm chặt lấy tôi. Tôi thấy mẹ anh đứng bên cạnh, thở dài và nói: Trần Duyên, anh Trạch thực sự rất tội nghiệp. Lúc này cháu đừng đi có được không? Đừng giận vặt nó nữa, nếu không nó sẽ phải phát điên mất. Tôi mỉm cười nhìn bà. Dì, không phải là cháu bỏ anh ấy, chỉ là vì cháu muốn trở về thông báo tình hình cho gia đình rồi sẽ quay lại. Dì cứ yên tâm, cháu sẽ không bỏ đi đâu. Lúc này mẹ Trương Trạch với mỉm cười vui mừng. Tôi dìu Trương Trạch trở lại giường. Anh vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông, nhìn máu nhuộm đỏ miếng băng gạc trên đầu của anh vì hành động lăn lộn vừa rồi. Tôi trừng mắt nhìn anh rồi bảo y tá băng lại. Mẹ anh đã rời đi trước, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi với anh. Tôi cố gắng rút tay của mình ra khỏi tay anh, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Tôi liếc anh và nói: Em nói không bỏ đi là sẽ không bỏ đi. Anh nắm chặt tay em như vậy, có mệt không? Anh lắc đầu: Không mệt. Tôi hết nói nổi, lúc này mà anh đã bám chặt tôi. Không ngờ lúc trở lại lại làm người y như vậy. Anh cứ nhìn tôi hồi lâu, tôi thấy mí mắt của anh nhíu lại, sắp không mở nổi lên. Liền nói với anh: Nếu thấy mệt thì hãy ngủ một giấc. Anh liền lắc đầu. Tôi biết anh sợ tôi bỏ đi lúc anh ngủ, nên tôi thật nghiêm túc bảo đảm với anh. Lúc đó anh mới nhắm mắt ngủ. Sau đó bất chi bất giác, tôi cũng ghé vào cạnh giường của anh ngủ thiếp đi. Một tiếng sau, tôi bị cơn ác mộng của anh đánh thức. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trán anh đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng nhìn tôi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt nghe một tiếng hử nhẹ vang lên phía sau. Tôi xoay người lại, liền thấy mẹ của Trương Trạch và một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh giường dành cho người thân nhìn chúng tôi. Cô gái này chính là người đã làm cho con trai tôi đau khổ suốt thời gian qua sao? Khá lắm, rất có bản lĩnh. Giọng nói của người đàn ông không nóng không lạnh, nghe không ra khen cũng không ra chê. Tôi lúng túng mỉm cười. Tiếp đó lại nghe ông nói một câu: Mặc kệ thế nào, sau này cháu phải trông thằng con trai này của ta thật kỹ, đừng để cho nó chạy lung tung cả ngày như thằng điên vậy, chẳng ra người ngợm gì hết. Nếu không lão thị trưởng già này sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà đấy. Tôi nghênh người gật đầu. Đây chính là ba của Trương Trạch. Tôi nhìn vết thương trên đầu của Trương Trạch, lòng thầm nghĩ không biết có phải là do ông gây ra. Người nóng tính như vậy có khi nào sẽ gây ra khó khăn cho tôi. Càng nghĩ tôi càng lo lắng. Dù sao thì con trai ông ấy đã trở nên như vậy cũng là vì tôi. Ba đừng làm cho cô ấy sợ. Trương Trạch bỗng nhiên lên tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn anh, lại quay sang nhìn bà anh. Thấy bà anh đang trừng mắt nhìn anh, sau đó xúc động nhìn tôi và nói: Đối với bậc làm cha mẹ mà nói, chỉ cần con cái sống tốt là được. Ta không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của nó trước kia.
Tôi thầm thở phào một hơi. Thật may hai người họ không trách tôi. Cũng may chúng tôi vẫn còn mạnh khỏe. Hôm sau Trương Trạch được xuất viện, tôi cùng anh đi về nhà, cùng giải thích với anh rằng Trần Tần không phải là bạn trai của tôi, chỉ là một người anh trai mà thôi. Hơn nữa tên thật của anh ta cũng là Trần Thần. Cuối cùng anh mới không thương cầu có nữa, nhưng vẫn bực mình bảo với tôi rằng sau này đừng gặp Trần Thần nữa. Về chuyện này thì tôi đã hết lời nói với anh. Anh làm như vậy có phải muốn tôi sau này không có lấy một người bạn nữa chăng? Buổi tối thấy anh ngủ say, tôi muốn giúp bàn tay đã bị anh nắm chặt. Anh ngờ tôi vừa nhúc nhích thì anh đã giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt đầy lo lắng căng thẳng nhìn tôi. Em muốn làm gì? Em lại muốn đi sao? Tôi thấy anh có vẻ lo lắng đến thần hồn nát thần tính, có chút buồn cười nên tôi bèn nói. Anh đừng lo, em chỉ định về nhà lấy một ít quần áo sang đây. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Anh cứ an tâm ngủ một giấc thật ngon. Khi anh tỉnh lại, em đã quay về rồi. Kết quả là anh vẫn không chịu ngủ. Một hai đòi đi cùng với tôi về nhà. Tôi nhìn vết thương trên đầu của anh, sau đó dứt khoát từ chối. Không được, ba anh đánh quá mạnh. Nhìn vết thương trên đầu của anh kìa, anh phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. Nếu không, em sẽ bỏ mặc luôn anh đó. Anh nghe tôi nói như vậy thì bản thân đang nắm chặt tay tôi liền trở nên run rẩy, vội vàng buông tôi ra, ngồi im trên giường không nói gì nữa. Tôi thở dài một hơi, cười với anh. Trương Trạch, không phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta sinh ra để dành cho nhau, vì thế em sẽ không rời xa anh đâu. Bỗng nhiên anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, một hồi lâu khẽ gật đầu. Khi tôi về đến nhà thì đã 10 giờ nên chỉ tắm sơ qua rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của Trần Thần. Anh hỏi tôi sao một ngày hôm qua đột nhiên xin nghỉ phép, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Tôi hẹn gặp anh mà nói chuyện của Trương Trạch bị ba anh ấy đánh nhập viện. Anh nghe thấy như vậy liền nhíu mày. Trần Duyệt, vậy em định làm gì? Hiện tại tâm lý của Trương Trạch không có ổn định, em phải chăm sóc cho anh ấy. Trần Duyệt, em đừng có quên, hai người đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Anh ta có người nhà chăm sóc, em không cần phải làm như vậy. Em có cuộc sống của riêng mình. Trần Thần không nói gì, anh để tôi mời anh một bữa cơm. Ăn xong tôi đến công ty nộp đơn từ chức, nói lời tạm biệt với từng cộng sự. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi quay về nhà Trương Trạch thì đã 5 giờ chiều. Gõ cửa vài cái, dì chạy ra mở cửa cho tôi. Ngay giây phút vừa trông thấy tôi, dì liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi có chuyện gì thì dì bảo tôi nhanh vào khuyên nhủ Trương Trạch. Tôi hơi sửng sốt liền vội vã đến gian phòng của Trương Trạch, đẩy cửa ra thấy anh đang trầm mặc trừng mắt nhìn tôi. Xung quanh chén đĩa bị ném văng tứ tung. Tôi đi lại bên cạnh anh hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chỉ im lặng trừng mắt với tôi. Tôi chợt nhớ đến đêm qua tôi đã nói rằng khi anh ấy tỉnh dậy thì đã nhìn thấy tôi. Tôi chợt thấy đau đầu, ngồi xuống bên cạnh giường của anh và nói, có phải vì em về trễ mà anh nổi giận không chịu ăn cơm không? Trương Trạch, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh đã 24 tuổi rồi đó, cứ sao anh vẫn như một đứa trẻ con ngang bướng không chịu hiểu chuyện vậy? Em gạt anh. Anh dường như díu ra ba chữ này. Tôi đưa tay xoa trán. Em xin anh, sao anh lại giống đứa bé như vậy? Em chỉ nói cần anh mở mắt có thể nhìn thấy em là mở mắt liền trông thấy thật sao? Em đâu có ngủ cùng với anh, coi như anh thức dậy thì cũng phải rời giường đi ra ngoài thì mới thấy em được chứ. Vậy em ngủ cùng với anh đi. Thiếu một chút nữa là tôi bị sặc nước miếng chết tươi. Trương Trạch, chúng ta... Lẽ nào em không muốn kết hôn với anh? Em còn luyến tiếc với cái tên Trần Thần kia, có phải không? Tôi không biết nên xấu hổ hay là tức giận. Trước đây, sao tôi không thấy anh ngang bướng như vậy? Cuộc đời nếu chỉ lúc ban đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy. Nhưng đến dáng vẻ mặt mũi, người ngậm bé bét máu của anh, thực sự trông rất kinh khủng. Hay là nên quên đi? Một lúc sau, dì gõ cửa bảo chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Trương Trạch sống chết không chịu xuống giường. Tôi liền hỏi anh, ngồi lâu như vậy không thấy đau mông sao? Anh nói, có đau. Tôi nói lại, đau sao không chịu đứng dậy? Anh im lặng không nói. Tôi hết cách. Thì rốt cuộc là anh muốn thế nào? Muốn ngủ cùng em.
Anh vẫn cố chấp ưng anh. Tôi bắt đầu nổi nóng. Trương Trạch, em đến nhà anh ở thì được, nhưng mà không thể ngủ cùng phòng với anh được. Em muốn giữ thân cho anh ta sao? Trần Duyệt, có phải như vậy không? Anh đứng bật dậy, cúi xuống nhìn tôi. Tôi bị anh mắng liền hoảng hốt, mất luôn lý trí, bắt đầu quay sang hét lên với anh. Anh ta là ai hả? Anh đừng có nổi điên mà anh nói lung tung như vậy. Nếu anh còn biết như thế thì em sẽ bỏ đi. Lần này anh đừng có mong tìm em nữa. Thật ra sau khi gào thét xong, tôi liền hối hận. Tôi thấy mặt Trương Trạch trắng bệch, vội vã nhảy xuống giường, lao đến ôm chặt lấy tôi, giọng rút rẩy nói: Trần Duyệt, đừng, anh không muốn. Anh không biết tại sao mình lại như vậy. Anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ đi ăn cơm ngay. Anh không mang giày, cũng không thay quần áo, nói năng lộn xộn. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức buông tôi ra, rồi đi ra ngoài phòng khách. Tôi sửng sốt trong giây lát, rồi vội vã đuổi theo, thì nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn ăn, cầm chén cơm lên, vội vã đưa vào miệng. Mẹ anh đang đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Tôi cũng nhắm mắt nhìn lại, nước mắt rơi xuống. Vừa rồi tôi còn muốn nói ra tất cả. Tôi cảm giác Trương Trạch có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở đâu thì tôi không nói được, chỉ có cảm giác như vậy thôi. Anh ỉ lại vào tôi nhiều hơn trước kia, tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo lắng. Mỗi lần tôi đi đâu, anh đều muốn đi theo. Không cho đi cùng thì anh liền ở nhà không ăn cơm, sau đó nổi giận với mẹ. Tôi còn nhớ một lần tôi nhận được điện thoại vội vã ra ngoài. Lúc đó anh đang ngủ nên tôi không nói với anh. Buổi chiều khi tôi trở về, anh liền nổi điên với tôi, mắt đỏ ngầu, đứng dưới lầu của khu nhà. Cũng không biết đã đứng bao lâu, tóm lại là vừa nhìn thấy tôi, anh đã giống lên. Em đi đâu? Tại sao không có nói lời nào mà đã bỏ đi vậy? Có phải lại muốn bỏ rơi anh nữa hay không? Trương Trạch, anh bị làm sao vậy? Em có việc phải đi ra ngoài một chút thôi mà. Em nói rồi, em cố ý bỏ rơi anh, có đúng không? Có đúng như vậy không? Anh bóp chặt hai vai của tôi, sững sờ nhìn anh. Anh suy yếu như bị sập ngã, hai tay run rẩy nắm lấy vai của tôi. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an trong lòng của anh. Tôi bỗng nghĩ ra được một điều gì đó. Trương Trạch, trong lòng của anh có một bóng ma. Tôi nhìn anh, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run của anh. Nước mắt không kiềm được cứ rơi xuống. Là tôi đã hại anh. Trước đây tôi không nên rời khỏi anh. Khi anh hỏi chúng tôi có quen biết nhau không, thì tôi nên trả lời là có. Không nên bỏ đi chỉ vì anh không chịu tin lời của tôi nói. Tôi đã khiến cho lòng anh trở nên bất an. Xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ lại anh một mình nữa. Sau này làm gì em cũng sẽ làm với anh. Trương Trạch, em xin lỗi, là em đã hại anh thành ra như vậy. Tôi cảm nhận được cơ thể của anh khựng lại, sau đó từ từ buông lỏng. Chờ cho anh hoàn toàn bình tĩnh, tôi mới dắt tay anh đi vào thang máy. Vào trong nhà, tôi ấn anh ngồi xuống ghế salon, sau đó rót một ly nước ấm để lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh của anh. Trương Trạch, anh hãy nói thật cho em biết, hiện bây giờ anh đang suy nghĩ điều gì? Anh không có. Trương Trạch, anh có biết anh làm như vậy là rất nguy hiểm không? Có phải anh đang sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh nữa? Anh không biết. Nếu như anh muốn kết hôn với em thì hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Tôi không cho phép anh trốn tránh thực tại nữa. Không nên đùa giỡn với người có tâm bệnh. Trương Trạch nghe tôi nói sẽ kết hôn thì mắt ngời sáng, sau đó bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn tôi. Tôi biết có thể anh cho rằng tôi đang gạt anh. Tôi liền nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào trong mắt của anh. Trương Trạch, hãy tin em. Ngày mai em sẽ gọi điện cho ba mẹ để hai nhà chọn ngày lành làm lễ đính hôn cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Em nói thật chứ? Anh nắm chặt vai tôi, kích động nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Tôi mỉm cười, sau đó hôn lên má anh một cái. Anh ngây ngẩn cả người. Tôi cười anh giống như con nít, hả chút là rơi nước mắt. Không giống con trai của thị trường, không có khí phách như bà của anh. Anh bất mãn nhìn tôi. Năm đó ở nhà em, anh đã hỏi linh hồn anh rằng có người nào như vậy không. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại cảm giác cách xa cả một thế giới. Cho dù ngay ở bên cạnh cũng cảm giác sợ hãi, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trần Duyệt, em chính là người như vậy. Em khiến cho anh vô cùng bất an, cho đến bây giờ vẫn như vậy.
Em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh không? Đừng làm bạn với một ai khác. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ đột nhiên bỏ đi với một người nào đó. Lúc anh còn ở trạng thái linh hồn, lúc nào em cũng muốn đuổi anh đi. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. Anh đang hoảng sợ, anh đang thấy bất an. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh và nói: Trương Trạch, sau này em sẽ không đi gặp chân thần nữa. Tận cho đến lúc chúng tôi đã đính hôn, anh vẫn luôn giật mình tỉnh giấc trong giấc mộng. Anh cứ mơ thấy cảnh tôi rời bỏ anh. Tôi đưa anh đến trung tâm tư vấn tâm lý. Tâm bệnh của anh rất nghiêm trọng, nếu không được điều trị tốt sẽ tạo thành một tổn thương trong lòng. Cho nên tôi đồng ý với yêu cầu của anh, không kết bạn với ai, cùng anh dạo chơi khắp nơi, khi mệt thì trở về nhà, thỉnh thoảng cùng anh tắm nắng trong bệnh viện, đánh cầu lông hoặc xem hài kịch trên tivi. Còn anh vẫn như trước, vẫn nấu cơm cho tôi, bưng chả xoát nước cho tôi, làm tất cả mọi việc anh có thể làm. Thỉnh thoảng cũng đến lượt tôi làm cho anh. Tôi còn nhớ rất rõ cảnh đầu tiên tôi nấu cơm cho anh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười sau khi hồi phục. Sau khi kết hôn, anh đã dần dần cười nhiều hơn. Duy chỉ có một vấn đề nghiêm trọng là trong quá trình chữa bệnh, tôi đã quá nuông chiều anh, cho nên vô tình đã tạo cho anh tính chuyên quyền độc đoán. Đã vậy còn nhiều lần trai mặt, nhiều lần uy hiếp tôi. Xem ra cuộc sống sau này của tôi có lẽ cũng không được yên ổn.